Xin chào anh chị. Tiếp tục chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình đào tạo về khuyến mại, giúp các bạn trở thành một chuyên gia tạo ra các chương trình khuyến mại hay và hấp dẫn. Vẫn tiếp nối các cái series mạch của bài giảng, đó chính là tôi muốn giới thiệu tổng quan về các cái lý thuyết, và lý thuyết này cũng là mang tính thực nghiệm rất là cao rồi, có đúng không ạ? Lý thuyết trong lĩnh vực về khuyến mại, trong lĩnh vực về sale up, đúng không ạ? Thì bài học ngày hôm nay ta sẽ nói về hành vi mua và hành vi bán của khách hàng ngày nay trong lĩnh vực bán lẻ và liên quan mật thiết đến hoạt động khuyến mại nhá. Tất nhiên là hành vi mua và hành vi bán của khách hàng trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ thì nó rất là rộng, đúng không ạ? Nó rất là rộng, nó tùy vào từng ngành hàng, từng nhóm hàng, từng độ tuổi, vân vân. Nhưng mà đây tôi muốn bó hẹp nó vào trong cái mối liên hệ với cái chương trình khuyến mại, bởi vì chúng ta đang quan tâm đến hoạch định chiến lược, đúng không ạ? Lập kế hoạch cho cái chương trình khuyến mại để chúng ta tăng trưởng doanh số. Thế thì các bạn thấy rằng là hành vi mua của khách hàng ngày nay đấy là họ có xu hướng là lên mạng, tìm hiểu trên Google, họ tìm về cái trang bán lẻ của cái người bán lẻ đó. Thí dụ họ tìm là họ muốn mua một cuốn sách, họ muốn mua một cái sản phẩm là một cái tai nghe, một cái sản phẩm là một cái dây lưng, vân vân, đúng không ạ? Họ sẽ search trên Google và họ sẽ tìm ra một cái trang web, đúng không ạ? Hoặc là họ vào thẳng một cái trang web mà thương mại điện tử, sau đó thì họ đánh trên đó, họ tìm đến cái sản phẩm họ mong muốn. Thế thì họ sẽ xem hàng trên mạng bằng cách là họ xem hình ảnh, xem mô tả, xem video, xem review, xem đánh giá của những người đã mua, của những người đã sử dụng, của khách hàng khác về cái sản phẩm đó, hoặc là dùng thử, đúng không ạ? Sau đó thì họ sẽ so sánh các yếu tố liên quan đến giá bán lẻ, thời gian giao hàng, cách thức thanh toán, so sánh giữa các cái bên, các cái đối thủ với nhau. Đặc biệt là họ sẽ luôn luôn so sánh về giá, so sánh về khuyến mại, so sánh về quyền lợi. Ví dụ như tôi mới đây thì tôi lướt Facebook, tôi nhìn thấy một người bạn, chính xác là học trò của tôi, các bạn ấy bán một cái vali rất là rẻ, bởi vì là bạn ấy bán cái vali lock and lock có mấy trăm ngàn thôi, trong khi đó giá chính hãng của nó cũng lên tới 2 triệu đồng. Thì tôi thấy rất là rẻ, thì tôi không có, ban đầu là tôi không có ý định mua vali, bởi vì tôi có mấy chiếc vali rồi. Thế nhưng vì thấy rẻ quá, đúng không ạ, tôi cũng nhấn vào xem, tôi cũng xem, sau tôi cũng đặt comment là em ơi cái này bao tiền, size của nó là bao nhiêu. Thế bạn nói là cái này là size nhỏ, từng này inch, thì tôi bảo là cái này anh có mấy chiếc rồi, anh không mua nữa. Thế thì các bạn thấy chưa, đấy chính là vấn đề đấy ạ. Khi mà giá của nó tốt thì ngay lập tức là khách hàng có hành vi ra quyết định mua, khách hàng trở nên có nhu cầu, khách hàng trở nên bị kích thích. Đó chính là những cái chương trình khuyến mại, đó chính là chương trình giảm giá nó đem lại, đúng không ạ? Và khách hàng họ luôn luôn so sánh giữa các bên như vậy, và bên nào nhất, bên nào tốt nhất, đem lại nhiều lợi ích cho họ nhất thì họ sẽ quất thôi, họ sẽ mua thôi. Thế quay lại với cái ví dụ vali, là tôi sẽ để đấy, tôi nhìn thấy cái giá đấy là tôi ok, giá này tôi thấy là theo kinh nghiệm của tôi thấy như thế là tốt rồi. Nhưng để cẩn thận hơn, tôi bắt đầu lên Google, tôi tìm. Tôi bắt đầu lên các cái trang như là Tiki, AD rồi Lazada, tôi tìm. Và tôi nhận ra rằng là nếu mà khi các cái trang này nó sale off thì giá nó cũng không đắt hơn cái bạn này bán là mấy. Nó cũng ngang như nhau hoặc là đắt hơn một xíu. Thế lúc đó tôi phát hiện ra rằng là vậy thì bạn tiếng là bạn giảm giá rất là sâu như vậy, nhưng thực ra trên thị trường cũng còn những chỗ nó cũng ngang với bạn hoặc thậm chí còn tốt hơn bạn. Cho nên là các bạn nhớ rằng là đối với người mua là họ luôn luôn tối đa hóa lợi ích, đúng không ạ? Và người mua trong cái lĩnh vực bán lẻ hiện nay là họ rất là có sức mạnh. Có sức mạnh là như thế nào? Tức là họ có nhiều sự lựa chọn. Họ mua hàng online, mua hàng offline, mua hàng trong nước, mua hàng nước ngoài, mua hàng sách tay, mua hàng chính hãng, mua hàng ở cửa hàng hoặc là mua hàng tại các trang bán lẻ, hoặc là trên các group C2C, người ta bán rất là nhiều người, các cá nhân người ta bán hàng. Tức là họ có nhiều sự lựa chọn, cho nên họ có một cái quyền rất lớn, đấy là quyền không mua hàng của bạn. Nên ý tôi muốn nói là họ có sức mạnh là vì thế. Sức mạnh ở đây nó không phải là thể hiện là cú đấm, đúng không ạ? Sức mạnh của họ tức là gì ạ? Họ có quyền từ chối bạn. Mà trước đó là khi ít có sự lựa chọn, đôi khi họ không có sự lựa chọn thì họ sẽ không từ chối bạn, đúng không ạ? Tiếp đến là gì ạ? Các cái chương trình khuyến mại thì bạt ngàn, tràn lan, đúng không ạ? Rất đa dạng.
siêu thị nào cũng khuyến mại, nhà bán hàng nào cũng khuyến mại, đơn vị nào cũng khuyến mại, cao thấp, quà tặng nọ quà tặng kia rất nhiều, cho nên là họ có quá nhiều sự lựa chọn, đúng không ạ? Và khách hàng có tâm lý cũng như có xu hướng là chờ khuyến mại. Tôi rất là thích cái áo này rồi, nhưng mà xem giá bác của nó là 3 triệu, tôi bảo thôi đợi mấy nữa nó khuyến mại mua. Đấy, tôi nói thí dụ như vậy, các bạn cũng sẽ để ý, đấy là tâm lý. Vậy thì mình luôn luôn thiết kế chiến lược của mình là phải có khuyến mại để kích thích khách hàng, đúng không ạ? Các cửa hàng thì sale bây giờ là quanh năm, các website trên thế giới cũng sale off quanh năm, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng mùa, đúng không ạ? Tùy vào cái mức độ nổi tiếng của trang web, mức độ nổi tiếng của thương hiệu thì họ có thể là tần suất là một tháng, hai tháng, một quý, hai quý, hoặc là thậm chí là tần suất hàng tuần luôn. Ví dụ như là một nhà bán lẻ như Amazon thì các bạn vào ngày nào cũng có best deal, ngày nào cũng có best offer, nó không có vấn đề gì cả. Còn những cái thương hiệu lớn thì có thể là một quý, hai quý, hoặc là một vụ, hai vụ thì họ mới bắt đầu sale off, hoặc là họ sẽ thanh lý này khác. Thì tôi nói là rất là nhiều, ngày nào các bạn vào cũng có khuyến mại, đúng không ạ? Vâng. Không có khuyến mại có bán được không thì tôi khẳng định là vẫn bán được, nhưng mà bán chậm, đúng không ạ? Vâng, có khuyến mại thì dù sao vẫn tốt hơn. Kể cả các thương hiệu xa xỉ bây giờ người ta cũng có khuyến mại, nhưng cách thức khuyến mại của họ là gì ạ? Không làm cho thương hiệu bị cảm thấy kém xa xỉ, không làm cho thương hiệu cảm thấy bị rẻ rúng. Thí dụ như là bạn mua một chiếc túi LV với giá 30.000 đô la, 50.000 đô la, tôi thí dụ như vậy, 20.000 đô la, đúng không ạ? Thì tôi không thể nào sale off cho bạn 30%, bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến thương hiệu và danh tiếng của tôi từ lâu đời. Vậy thì tôi có thể khuyến mại bằng cách nào nếu như tôi áp dụng chương trình khuyến mại, đúng không ạ? Thì tôi có thể áp dụng chương trình khuyến mại là bạn mua 2 chiếc túi hay mua một bộ túi 5 chiếc trị giá 100.000 đô la, thì tôi sẽ tặng bạn một chuyến du lịch châu Âu trong vòng 3 tuần trị giá lên tới là 5.000 đô la, 10.000 đô la, thí dụ như vậy. Đấy là cách mà người ta khuyến mại nhưng mà vẫn không làm đi mất đi cái đẳng cấp thương hiệu của họ đó. Thế còn hành vi bán của nhà bán lẻ, của nhà bán buôn, của chủ shop, chủ chuỗi, của người làm kinh doanh thì sao, đúng không ạ? Thì hiện nay cũng có xu hướng chung trên xã hội, ở trên mạng và trên các cái chuỗi bán lẻ cũng như là trên các cái cửa hàng con phố ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, thì tôi thường thấy rằng là họ cũng đau đầu vì khuyến mại, điên đầu vì đối thủ liên tục khuyến mại, đúng không ạ? Họ kêu gào thảm thiết, thậm chí là họ còn đổ cho rằng là đấy là do làm ăn chộp giật. Các nhà bán lẻ đua nhau khuyến mại, các nhà cung cấp cũng đua nhau khuyến mại, các chương trình khuyến mại rất đa dạng. Và có một ý tôi thấy rất là hay và tôi nghĩ ra đây, tôi viết ra đây, đó chính là các cái chương trình khuyến mại thì thường giống nhau, copy của nhau, nghèo nàn về mặt ý tưởng, lặp đi lặp lại, đó chính là giảm giá 10, 20, 30, 40, 50, vân vân, đúng không ạ? Hoặc là up to 60, up to 70, up to 80 luôn. Và thiếu những cái chương trình sáng tạo, thiếu kế hoạch, thiếu những cái chương trình đem lại nhiều cái cảm xúc cũng như là cái giá trị cho khách hàng. Thì đó chính là cái ý mà tôi muốn nhấn mạnh tới, được chưa ạ? Và cái áp lực cạnh tranh bán lẻ, rất nhiều nhà bán lẻ áp lực khuyến mại về giá, rất nhiều nhà khuyến mại, đúng không ạ? Cái mức khuyến mại lên tới 60-70% rất là cao. Thế thì làm cho giữa các nhà bán lẻ nó sẽ tạo ra rất nhiều cái áp lực và tạo ra rất nhiều những cái nguy cơ đổ vỡ. Mà tôi dùng cái từ đó chính là cái cuộc chiến về giá, cuộc chiến tranh về giá. Khi mà biên độ lợi nhuận ngày càng mỏng, bào mòn lợi nhuận của các nhà bán lẻ, chẳng hạn như trong cái lĩnh vực siêu thị đồ mẹ bé, thì trước đây biên độ lợi nhuận của ngành có thể đạt tới lợi nhuận dòng có thể đạt tới 10%, nhưng hiện nay thì có thể còn thấp hơn 3%, 2%, 4%, 5%, tùy vào cái mức độ quản trị về tài chính của chủ doanh nghiệp. Nhưng mà khó lòng đạt được cái mức 10%, hơn 10% như ngày xưa đó. Bởi vì cứ khuyến mại, không có khuyến mại khách không mua. Đó, thì thực tế là như vậy. Tất nhiên họ sẽ phải tìm cách là gì ạ? Bán được cái sản lượng rất lớn. Đấy, như tôi được biết là một cái chuỗi
bán siêu thị mẹ bé rất là lớn thì thậm chí biên độ lợi nhuận của họ rất thấp, 1-2% hoặc là biên độ lợi nhuận âm. Họ hy sinh tăng trưởng lợi nhuận trong một vài năm để lấy cái sự gia tăng về quy mô, gia tăng về vị thế để họ tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư, các quỹ đầu tư họ sẽ ném tiền vào. Đấy chính là cách, cái chiến lược của họ, nên là trong ngắn hạn họ có thể hy sinh cái biên độ lợi nhuận rất là thấp, đúng không ạ? Bằng cách họ tăng các khoản chi phí lên và giảm cái mức giá bán xuống. Đó, thì cái cuộc chiến cạnh tranh về khuyến mại đó chính là cuộc chiến về giá, một cái cuộc tàn sát đẫm máu giữa các cái nhà bán lẻ, rất dễ là làm tổn thương và làm mệt mỏi giữa những cái nhà bán lẻ với nhau. Và lúc này sẽ trở thành là gì ạ? Là sẽ thị trường sẽ bị phân hóa, bị phân mảnh và sẽ bị đào thải, chỉ còn lại những nhà bán lẻ có tiềm lực tài chính mạnh và có kinh nghiệm quản lý tài chính tốt, quản lý quy trình bán hàng tốt đó, và quản lý chi phí tốt, đưa ra được nhiều chương trình khuyến mại tốt. Thí dụ như một cái chuỗi bán về điện máy cũng như là bán về điện thoại, tôi cũng không tiện nêu tên, đúng không ạ? Đứng số 1 thị trường Việt Nam các bạn biết rồi. Thì họ có những cái chương trình khuyến mại rất tốt, đúng không ạ? Họ cắt giảm cái chi phí bán hàng rất là tối đa, tối ưu, và giá bán trên một cái sản phẩm họ cũng ăn lãi rất là mỏng, và họ liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại phù hợp với từng cái mã hàng, và bây giờ họ đã dẫn đầu thị trường. Tương tự như thế thì có rất là nhiều các case study các bạn có thể tìm trên mạng hoặc là đọc ở trong sách, trong báo, trên internet, chúng ta thấy là đó là do cái quá trình họ quản trị chi phí và họ làm chương trình khuyến mại tốt, cắt giảm để khách hàng họ bây giờ rất nhạy cảm về giá. Rồi, thế thì tôi vừa trình bày với các bạn hai cái nhóm hành vi của khách hàng và nhóm hành vi của người bán buôn và bán lẻ liên quan đến cái mảng khuyến mại, liên quan đến cái nội dung của việc khuyến mại. Còn như tôi nói là hành vi của mua và hành vi bán của khách hàng thì nó còn rất nhiều các hành vi nữa, đúng không ạ? Như thời gian mua, cách thức mua, phương tiện mua, tuổi tác, giới tính, thu nhập, vùng miền, vân vân. Thì tôi xin phép không được trình bày kỹ vào đây. Tôi chỉ trình bày những cái hành vi trực tiếp liên quan đến vấn đề khuyến mại, và tôi nghĩ rằng là các bạn đã hiểu và đồng tình với tôi. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi cái video này, và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong cái bài học tiếp theo. Nếu các bạn có câu hỏi nào hoặc là có trao đổi nào thì xin vui lòng liên hệ với tôi để chúng ta có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Số điện thoại của tôi là 0989 623 888, website pamarketing.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.